chúng ta xem cây sầu riêng ruột đỏ. Cây sầu riêng này được trồng tại cây lầy Tiền Giang đến nay thì khoảng gần 4 năm và bây giờ cây đã có hoa. Đây gần như là một trong những cây sầu riêng ruột đỏ đầu tiên có hoa tại Việt Nam. Trước đây thì người ta không biết là nó có thích hợp ở Việt Nam hay không, và bây giờ thì có thể xác định là cây trồng phát triển rất tốt và chỉ khoảng 4 năm là có hoa rồi. Và các bạn xem, đây là hoa của nó. Màu rất đẹp và có màu hồng. Và một điều đặc biệt là cuống ngắn, đặc trưng của trái nhỏ. Bởi vì theo kinh nghiệm thì những cái loại sầu riêng cuống ngắn thì trái sẽ không to. Rồi đây nữa. Và sầu riêng này thì thích hợp để trồng chơi, mỗi gia đình 1-2 cây. Bởi vì theo như nhiều người đã ăn trái thì nói rằng cái sầu riêng ruột đỏ này chất lượng không ngon, thậm chí là dở. Vì vậy không thích hợp trồng để phát triển kinh tế, trồng để bán quả. Nhưng mà hoàn toàn có thể trồng chơi. Nhưng mà trồng chơi thì dĩ nhiên là không trồng nhiều. Mỗi người chỉ nên trồng vài cây để thử nghiệm. Rồi các bạn vừa xem cây sầu riêng ruột đỏ có hoa. Bây giờ tôi sẽ kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại trong những lần sau.